tiếp nối thành công qua hai lần tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp nhiều bệnh nhân tìm lại được sự tự tin từ bên trong. Hôm nay, chương trình Make Up You Life đã đến với Hà Nội, tiếp tục sứ mệnh điểm tô niềm hy vọng cho các bệnh nhân chống lại căn bệnh ung thư vú. Ung thư vú là căn bệnh không chừa một ai kể từ độ tuổi hay giới tính. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 7 người mới mắc bệnh, trong đó tỷ lệ tử vong khoảng 35%, cao hơn các nước phát triển. Không chỉ chống chọi với bệnh tật, việc điều trị này cũng khiến các chị em thay đổi về ngoại hình. Rất nhiều những dấu hiệu thay đổi như rụng tóc, rụng lông mi, lông mày, sạm da, mặt bị sưng, móng tay móng chân bị chuyển đen, xuất hiện sau quá trình trị xạ hay dùng hóa chất. Phái đẹp càng cảm thấy tự ti hơn và mất niềm tin vào cuộc sống. Chương trình Make up Your Life điểm tô niềm hy vọng phần nào giúp các chị em xóa tan nỗi ám ảnh biến đổi ngoại hình dày vò, tìm lại sự tự tin từ bên trong và có thêm niềm hy vọng vào cuộc sống. Những cách chăm sóc sắc đẹp và những bí kíp trang điểm rất riêng được các chuyên gia bật mí để các chị em có thể tự tay mình làm đẹp, trang điểm và lấy lại vẻ đẹp vốn có, làm đẹp bằng chính đôi tay của mình là cách lấy lại sự tự tin từ bên trong và cũng là ý nghĩa lớn lao mà chiến dịch điểm tô niềm hy vọng mong muốn mang lại.